Rồi. Quay rồi. Đây, mình có sau khi mình cài đặt xong phần mềm Atlant DBO rồi ha. Thì phần mềm tôi share ra rồi, nó có rác ở đây. Mình cài bình thường rác cũng dễ dàng lắm. Đầu tiên mình cài cái này thôi, cứ mở open lên net là cài xong. Sau khi mình cài xong á, mình sẽ có được thư mục nằm ở đây, đúng không? Rồi rác nó thì mình chỉ cần đích phải chuột vô property open file location, rồi sau đó chép file rác vô đây. Chép file rác vô đây, file rác chính là cái file này, file đây. Đây, chép nguyên này vô trong đó. Copy dán lên ha, này, copy dán qua đây. Rồi rác xong. Rồi sẽ có trong đây có một sơ bộ line. Line là rất là nhiều mẫu đây nè, copy bộ line này, dán vô đúng vô trong cái sơ mục line đây là mình có thêm bộ line, đúng không? Rồi xong cái phần cài đặt cũng đơn giản thôi. Tôi chỉ nói vậy thôi, tại vì cái máy tôi cài rồi cho nên tôi không có thể nào thực hành lại phần cài. Sau khi cài xong mở này lên. Nếu như nó có hỏi là khi hay gì đó, mình cứ nhập lại email của mình và cái khi nào đó bất kỳ apply là lần sau nó không hỏi nữa, đúng không? Rồi sau đó không cần như thế bình thường. Rồi sau đó video creator mod bấm vô đây accept, rồi vô tới phần mềm, mở phần mềm như thế được chưa? Không yêu cầu thôi, nào có yêu cầu thì làm. Rồi được chưa? Rồi sau khi xong rồi á thì tôi vô mở tới phần mềm đây, thì mình đầu tiên á, bước đầu tiên mình làm phải là create dataset trước. Mình đi dataset là 20DM60 chẳng hạn. Create dataset. Sau khi create dataset thì cái nút cộng này nó mới nổi lên cho mình làm. Còn nếu mình create dataset mà cái nút mình chưa create dataset cái nút dấu cộng mà nó mờ đi. Được chưa? Đó. Rồi. Đầu tiên mình bấm dấu cộng vô. Dấu cộng vô đây hỏi mình là chọn từ thư viện hay là chọn từ một cái mới. Ví dụ mình làm từ thư viện á thì đây không có, tại vì đây mình thư viện phải có đó online cho nên mình rác cái đỉnh này mình có, mình sẽ này chọn new create new ha, create new một cái mới. Create new một cái bảng mới cho mình, giống một cái này một cái bảng vẽ gì đó, vẽ bảng thứ hai vẽ gì đó chiếu qua. Rồi trong đây dưới đây có rất là nhiều nút nè. S animation slide là mình sẽ S những cái slide có sẵn đây, những cái này ví dụ ở đây muốn làm gì đây làm ở đây có rất là nhiều cái, ví dụ như là mình đây là nó làm sẵn cho mình, mẫu làm sẵn cho mình, chỉ cần mình đem về edit thôi nha. Một số mẫu làm sẵn nè, slide nhất nè là nó dày mình ghi chữ gì, slide thứ hai dày ghi chữ gì, slide thứ ba là dày ghi chữ gì đó. Mình sẽ phải chọn những cái slide này để mình làm một cái video marketing riêng của mình theo những mẫu này đó. Nhưng mà trước khi làm được cái line này thì đầu đó mình có cái content để mình dục vô. Mình không có content dục vô là mình không làm được cái line đâu. Đó. Đó, line đó. Giống như vậy nhưng mà nó là video. Đó. Rồi. Thứ hai là add video. Mình sẽ add một số video chèn vô đây. Đó. Đây có một số video free. Đây không có. Free thì không có đâu mình. Rồi S dạng animation GIF đây mình có S vô, mình S dạng hình GIF hình động á. Rồi S hình của mình vô, S bitmap may S hình của mình vô. Rồi S hình thư viện nè, scale may thư viện hình có sẵn nè. Đó S vô. Rồi S vô. Đó. Rồi low canva là làm xong rồi, low canva để qua đây. Đó. Không đó, rồi open canva để chữa tiếp cái này là không được delete hay ví dụ sao này delete này đó là cái tổng quan về cái phần mềm như thế. Rồi giờ bắt đầu mình thực hành một cái video theo cái kịch bản này ha. Ví dụ mà mình sau khi mình làm xong cái thực hành xong bài này thì mọi người sẽ làm riêng cho mình một cái video theo một cái nội dung mình muốn ha. Mình muốn video mình nói chuyển tải cái gì thì tôi đang bán dài thì tôi sẽ nói về là kịch bản của tôi. Tôi đang bán dài thì kịch bản của tôi là như sau. Đây tôi sẽ nói là đây tôi có kịch bản đây để bạn có thể làm theo kịch bản này.
Đây. Tôi sẽ nói là 8 lý do không nên bỏ lỡ, còn mình sửa lại 8 lý do là phải mua loại giày Superstar này, ví dụ đi. Đó. Mình sẽ nêu ra 8 lý do đó để mình tạo 8 lý do để cho mọi người. Ai mà quan tâm đến đang có nhu cầu mua giày này sẽ xem video này liền. Đó, thì mình sẽ biết được những người có những nhu cầu mong muốn, mình comment cho những người họ quan tâm đến video này chính là những người đang mong muốn mua giày. Đó. Mình sẽ lấy làm những content khác nha. Rồi. Rồi bây giờ đầu tiên á thì mình sẽ làm tiêu đề ha. Đó, tiêu đề trước. Đây. Mình sẽ add text vô. Đó, add text vô đây rồi mình chữ mình dán ở đây. Dán vô đây. Đó. Rồi sau khi mình dán chữ mình bấm nút khóa liền, đặng mình kéo cho nó đừng méo chữ, mình không bấm nút khóa, mình kéo là bị méo chữ, bấm nút khóa liền. Mình kéo cho nó đi đều theo nó không bị méo chữ, mình kéo xuống đây không có được. Kéo xuống kéo qua không được, chỉ kéo đường xéo thôi. Còn ví dụ mình không bấm vô dấu khóa này là mình kéo tùm lum được, nhưng mà nó bị méo chữ, hiểu không? Bấm dấu khóa này trước. Đó, rồi đây mình chọn phông đây nè. Phông đây. Phông đây mình sử dụng phông Roboto hoặc là phông OpenSan ha. OpenSan ha. Đây mình không có gõ được. Nó dở chỗ này mình phải đi tìm nè. Đó. Đây. Đó. Size kích thước mình có thể sử dụng ở đây hoặc là có thể sử dụng kéo nút kéo này này. Ví dụ vậy. Đó. Ví dụ mình cần mình làm như thế đây. Đây. Sau khi làm xong muốn coi bấm review. Coi lại. Đó. Không. Mặc định ở đây đó. Đó. Ở đây muốn có hình bỏ vô thì mình ghép hình vô. Ví dụ đây sau khi xong rồi ghép hình vô S bitmap là may. Rồi sau đó mình bỏ hình vô. Hình ảnh đây, hình ảnh tôi cung cấp cho bạn rồi ha, hình ảnh. Hình thứ nhất là hình nào cũng được, ví dụ mình lấy hình đây. Rồi add vô. Add vô đây mình kéo. Kéo cho nó vừa khung của mình. Ví dụ vậy. Đó. Thì chưa âm thanh đúng không? Chưa có âm thanh thì mình sẽ tải âm thanh về. Mình gõ vô. Bỏ âm thanh vô ha. Bỏ âm thanh vô thì mình sẽ vô Google và mình kiếm là âm thanh này đấy là audio YouTube thư viện music nè, đó vô đây mình lấy. Đây mình chọn nhạc đi, mình chọn nhạc gì mình chọn ha, ví dụ như là đây mình sẽ lựa ha, mình lựa nhạc ở đây để mình tải về ha. Đó, mình tải nhạc về. Ừ, vậy đây. Ở đây tôi có sẵn chuẩn bị sẵn nhạc rồi, cho nên tôi sẽ lấy nhạc của tôi luôn. Ở đây audio nè, bấm vô video rồi. Chọn là voi nè, up brow vô. Để upload. Thứ hai tương tự vậy cũng làm giống vậy ha. Rồi. Tôi sẽ làm xong này, khi mà cái điểm dừng á làm xong cái like này á nó sẽ có một cái điểm dừng. Thì
dừng đó. Chọn cái cuối này nè. Sau đó mình sẽ cho bấm vô cái chỗ là action before nè. Mình cho cái đợi chút, lâu lâu một chút. Một giây đi ha. Một giây. Sau đó dừng một giây nha. Đó là một cái slide đầu tiên nha. Rồi mình làm, rồi làm line số 2 tương tự như vậy đúng không? Dấu cộng vô, renew line, renew hen. Rồi sau đó mình sẽ làm tiếp slide thứ 2. Slide thứ 2 của mình là review nói như vậy thôi. Số 1 là mẫu dài không bao giờ lỗi thời nè. Mình sẽ nhập số 1 riêng hen, S vô một cái test. Rồi đây mình nhập 01 vô. Rồi kéo to lên. Để đây số 1 nằm đây đi. Đó, rồi thứ hai là copy cái này vô. Đó. Rồi mình sửa lại cái phông chữ nha, Open Sans luôn. Open Sans là Roboto nha. Đây. Đó. Rồi sau đó mình chèn thêm một cái icon gì đó cho nó đẹp đẹp ở đây không nghe. S phải kêu lỗi thời, không bao giờ lỗi thời, mình để hồi đồng hồ cũng được. Đồng hồ là thời gian nha, đó, để đây đi. Rồi, mình để thêm cái bitmap hình đôi dài vô. Đó, hình đôi dài vô. Không bao giờ nữa thôi, thì mình sẽ sử dụng cái hình nào cũng được. Hình hình này đây, ví dụ đi ha. Rồi làm xong rồi mình sẽ local. Đó, mình cho cái này tăng lên. Đó, dừng vậy. Rồi. Rồi xem lại. Đó, làm tiếp like, tiếp tục like, tiếp theo cũng giống vậy ha. Rồi làm thử đi, thử like này coi. Ok, sau khi mình làm xong hết rồi á, thì mình sẽ xuất cái này ra video ha. Xuất này ra video, mình xem cái này trước, rồi mình xem cái này lại trước ha. Xem. Rồi xuất cái này ra video. Reay nè, mình thấy chứ reay video thấy không? Đó, rồi. Reay video. Rồi video mình sẽ lưu ở chỗ đâu, mình sẽ chọn vô chỗ đó. Sẽ cho lưu ở video demo đi. Video gì đó đi, video test đi, tôi đặt video. Rõ ha, test 2 đi. Các bạn đặt lên gì đặt nha, tôi đặt video. Báo lỗi thì mình làm lại ha, nó báo lỗi thì mình sẽ làm lại. OE video demo, chọn select folder trước. Đó, folder trước rồi sau nó tự lấy cái tên là của project mình để qua luôn. Đó.
Rồi sau đó mình xa. Đó. Sale. Nè. Và từ từ nó sẽ tạo cho mình video ha.